Hello, how are you today? As for me, I'm fine, thank you. Hello, chào các bạn. Hôm nay khỏe không? Hải Âu thì cảm ơn tốt. Hôm nay chúng ta có một buổi luyện âm đồng thời cũng học từ ngữ mới luôn nha. Tức là hôm nay chúng ta có một buổi cùng nhau tập đọc truyện nha. Chúng ta sẽ đọc một truyện ngắn. Qua đó đó, chúng ta học một số từ mới. Và chúng ta cũng qua đó luôn tập cách phát âm khi mà từ từ rời nó ra làm sao mà khi mà đọc với tốc độ thường nó đối ra làm sao nha thì một công đôi chuyện luôn câu chuyện ngày hôm nay là câu chuyện về một con chó tên là Hachiko chuyện có thật 100% nha là con chó này đó khoảng 100 năm trước ở Bình Nhật nó trở thành nổi tiếng khắp thế giới suốt 100 năm qua vì cái lòng trung thành của nó với chủ nó thì đó làm cảm động biết bao nhiêu người và đã thành ra nhiều phim ở trên thế giới nha kể cả Mỹ cũng dựng nhiều phim đó về con chó này thì là tại Tokyo có một tượng đài cho con chó đó. Bây giờ chúng ta bắt đầu câu chuyện. Công thức câu chuyện này đó là chúng ta từng cái đoạn một đổ hộp chúng ta đọc ở dưới nó đó là là ký tự phiên âm. Và ở cuối video đó thì chúng ta tóm tắt lại câu chuyện đó có cái phần nghĩa tiếng Việt Nam ở dưới đó. Rồi chúng ta sẽ đọc từng đoạn một và giải thích nghĩa từ này cái cách đọc rồi từng câu từng chữ một đó Once upon a time in Tokyo, there was a dog named Hachiko. He lived with Professor Ueno, who taught at the university. Every day, Hachiko accompanied his master to the Shibuya station and waited there patiently until evening. Ngày xưa, ở Tokyo có một con chó tên là Hachiko. Chú sống với giáo sư Ueno, người dạy tại một trường đại học. Hàng ngày, Hachiko đi cùng chủ đến cái trạm xe lửa Shibuya và chờ ở đó kiên nhẫn cho đến sẩm tối. Once upon a time, có nghĩa là ngày xưa ngày xưa nha. Once là một lần đúng không? Tức là one time once upon a time đó là ngày xưa in Tokyo ở Tokyo tức là thủ đô của nước Nhật there was tức là quá khứ của there is there is là có đúng chưa còn này là thuật lại quá khứ 100 năm trước thành là there was a dog a dog là một con chó named được đặt tên là Hachiko to name, to name là đặt tên. I name my dog Hachiko. Tôi đặt tên cho con chó tôi là Hachiko. Thì là cái cái thể này là thể thụ động đúng không? The dog which is named Hachiko, đúng chưa? Được đặt tên là Hachiko. Đó, thì cái này chúng ta coi cách đọc của nó. Once upon a time in Tokyo. Đó là đọc rời từ chữ. Nhưng mà khi nói bình thường khi người Mỹ họ đọc truyện đó, họ đọc cho mình nghe hay là họ đọc bình thường thì họ sẽ nói nha once là tại vì once chúng ta coi như phiên âm nó one rồi có sờ sờ đó đúng không thành nó ra mới nối qua upon nó là once upon rồi cái nờ của upon nó nối qua a time thành nào once upon a time đúng không đó. once upon a time in Tokyo đúng không A time in Tokyo. Nếu mà đọc lẻ thì time in nha. Yeah. Time in. Tại mờ nó nối qua in. Once upon a time in Tokyo. Đó. Nếu mà đọc chậm thì nó once upon a time in Tokyo. Đọc thường á là once upon. Nó ập, ập nhẹ thôi. Nó chỉ có on ha. Pawn, đúng không? Once upon. No, no. The time, the time. Mình. In đó thì nó thành là mình. Mình in Tokyo Once upon a time in Tokyo There was A dog Nếu đọc tốc độ thường Thì người Mỹ sẽ nói Was giờ đó Nói qua à, Thành là There was There was a dog Named Hachiko Named đó Nhớ đọc qua đờ đờ nha Nhìn vô phiên âm của dưới đó đó là thể mà Thủ động đó Của cái được đặt tên đó Đúng không? là to name to name nguyên thể là là name mà không có đi đó còn này thêm đi vô nó đọc là named named Hachiko he lived with professor Ueno chú sống với giáo sư Ueno who taught at a university người dạy tại một trường đại học live to live nguyên thể là, là l i v e là sống quá khứ thì thành ra được thêm đi vô nữa nghe lived đó có đọc trên đời đó with giới. professor là giáo sư Ueno Ueno tên đó đó của ông người Nhật đó who taught chúng ta dò vô phiên âm ở dưới nó là taught o dài đúng không nó đọc rõ là o là hoàng mà nó thông thả ra thành hai nốt nha taught là quá khứ của to teach teacher teacher là thầy giáo đúng không to teach đó là dạy ví dụ như là I teach English tôi dạy anh văn at the university, at the university, university. Nó có năm âm, u v đúng chưa? Đó là trường đại học. Nhớ nghe cái e u nè, nè, -e, nè đó là y ngắn nha, thành nó nó đọc giống như là đời á, e e chứ không phải là uni nha, không phải y. E. university cũng vậy đó, city chứ không phải là city nha. Việt Nam mình là cứ dò mặt chữ là university là cái đó không đúng. Mỹ họ đọc là uni, Versity. Đó, thì bây giờ nếu đọc trời thì vậy, còn nếu đọc vô bình thường thì họ nói sao? He lived with. Cái đời đời của d, của live đó, nó. nó nói qua with, thành là with, đúng không? He lived with Professor Wayno who taught it. Taught đó, tận cùng bằng tà tà đúng chưa? Thì nó nói qua at, thành là taught it. Nó thầy không khi đó nó đọc lại chữ s đó, không đọc là s nữa mà nó thành nó ạch ạch nha họ đó who, who taught it who taught it who taught it the verb at the at the ta ta có at đó nó nói qua uh, à who taught at the university who taught at the university nhớ nha nếu mà đọc từng chữ thì người Mỹ học rất rõ từng âm một giống như cái phiên âm nó để dưới nha còn khi mà nó đọc vô cái câu rap thành câu đời thường đó, thì họ vẫn đọc rõ nha nhưng mà những cái câu đó mình phải hiểu nguyên tắc của nó tại khi đó nó đọc ra nó có cái trầm bổng trầm bổng nữa tổ hợp dấn mạnh nhấn nhá giống như một cung bậc trong một cái đoạn nhạc vậy đó trong một cái trường canh đó thành ra có những chữ nó đọc rất lẹ có những cái âm nó đọc chậm lại hai nốt có âm đọc có nửa nốt qua, thành ra cứ bật bật qua bật qua thành ra có những âm chìm xuống chìm xuống nó đọc thoáng thoáng thôi ông kia đọc rõ lên thành ra nó vẫn rất là đỏ lắm, nhưng mà có những cái âm nó lướt nha Every day hàng ngày nhớ every day này là hai chữ đời nha Every là hằng mỗi day cũng như every morning là mỗi buổi sáng đúng không Every afternoon mỗi buổi chiều cái này mỗi ngày Every day còn nếu mà cái chữ every day khi mà viết lại thành một chữ thì khi đó nó là tiếng tính từ nghe Adjective đó thiệu mày everyday job công việc hàng ngày của tôi là làm cái gì đó thì dụ giặt ủi hay là đi làm cái gì đó nghề gì đó mà everyday job thì khi đó everyday tính từ nó là một chữ liền á còn cái này everyday trong một cái nó coi như trạng từ trạng ngữ thì nó là hàng ngày rồi đó everyday Hachiko accompanied his master Hachiko đi cùng với chủ của chúng ta to accompany Accompany là đi cùng với ai, đồng hành với ai, đúng không? To accompany you, I accompany you to school. Tôi đồng hành với lại anh tới trường. I accompany you. Accompany somebody đó. Còn cái này, accompany his master, đúng không? Accompany này là quá khứ thành là, là biến thành có id Đó, accompanied his master. Master tức là chủ, chủ của nó đó chủ của chú to the Shibuya Station Shibuya là tên của cái trạm xe lửa đó, đó đó ở Tokyo có cái trạm xe lửa tên là Shibuya Station Station có nghĩa là cái trạm ở đây mình hiểu ngầm là trạm xe lửa chứ không phải xe đò hay là xe gì đó and waited there và chờ ở đó đây là quá khứ của to wait nguyên thể đúng chưa to wait không có ed đó là chờ còn ở đây quá khứ là waited, waited, waited. Nhưng mà người Mỹ đó thì đọc uh, cái âm ta thành đờ nha. thành đó là waited, waited. There chờ ở đó đó, chờ ngay tại tạm xe lửa đó. Patiently một cách kiên nhẫn đúng không? Patient là kiên nhẫn. Thêm ly nữa là một cách kiên nhẫn đó là tiếng adverb bổ nghĩa cho cái động từ wait đó. Until cho đến evening là sẩm tối đúng chưa nếu mà đọc vô đời thường á thì nó làm sao every day đó đọc rõ ra Hachiko accompanied his master accompanied đúng không nó accompany đi thêm quá khứ là đờ đờ vậy accompanied thì cái đờ nó nối qua his Accompanied this this thay vì his thì có những người Mỹ đọc nối qua họ đọc lười họ chỉ là accompanied his master This this master, thành ra nếu chúng ta nghe không quen là đôi khi cũng không nhận ra luôn, nó, nó thành ra this master, đúng không? accompanied this master to the Shibuya station to the Shibuya station and waited there patiently until evening, Đó. until evening, thì cái till này nó nói evening, until evening until evening Hachiko loved this routine. He greeted people, made friends with other animals, and even learned some cool tricks to entertain passers by. But the best part of his day was when Professor Ueno returned. Hachiko's eyes sparkled with joy and he jumped around in excitement, making everyone smile. Hachiko thiệt là yêu thích cái thói quen này, thói quen mà đưa đi với chủ. Đó, nó đó là chào mọi người, kết bạn với những con thú khác và ngay cả nó học được những cái biểu diễn, đó, những cái màn biểu diễn nhỏ nhỏ đó là rất là độc đáo để mà làm vui cho những người qua lại. Nhưng mà cái lúc mà vui nhất của trong ngày đó là khi mà giáo sư Ueno trở về đó tới cần là đi làm chiều về đó Hachiko lúc đó, đó mắt sáng lên lấp lánh với sự vui mừng và nó nhảy chung quanh đó rất là phấn khởi lắm làm cho ai nấy cũng phải cười hết đó là cái đoạn này đó. rồi bây giờ chúng ta vô từng câu từng chữ một nha Hachiko loved this routine là chú Hachiko này loved đây là quá khứ của to love không có đi là thích yêu thích yêu thích nha love thay vì nói like thì cái này nó mạnh hơn love là yêu thích nha this routine là cái routine này routine là một cái hành động gì đó mình lặp đi lặp lại nhiều lần coi như thành một cái thói quen đó nên nó gọi là thói quen luôn cái routine routine là cái gì là cứ mỗi ngày cứ đi ra cùng với chủ buổi sáng đúng chưa đi ra đó là ngồi đó chờ chờ đến chiều là chủ đi về đó trong lúc đi ra gặp nhiều người rồi nó chào quen ở dễ vui làm nhiều trò vậy đó thì cứ nó lặp lại ngày nào cũng vậy đó thì nó cái routine đó là Hachiko rất là yêu thích rồi để coi coi mỗi ngày nó làm cái gì nha cái routine nó làm cái gì he greeted people chú chào người ta đó he greeted to greet cái này là đi từ động từ to greet tức là không có id á nó là chào nha quá khứ là greeted mà Mỹ họ đọc là đờ đờ nha đọc hình greeted made friends with other animals made friends with other animals kết bạn với những con thú khác made quá khứ của to make to make đúng chưa m a k e make cái này là quá khứ là made friends with tức là kết bạn với friends là cái này phải có s nha tức là cái cụm từ nghĩa là kết bạn với make friends I make friends with them tôi là kết bạn với họ đúng chưa other animals là những con thú khác animal tức là con thú nha con vật đó số nhiều là có s animals other là khác nha những thú khác and even learned some cool tricks và ngay cả Even là ngay cả learned là quá khứ của to learn, không có ed. To learn là học, học cái gì đó. I learned English, đúng không? Tôi học Anh văn. I learned some cool tricks. Tức là tôi học một cái một cái dài cái cool tricks. Some là một dài, đúng không? Dài cái cool, cool. Oh, this is cool. Cái này hay lắm, độc đáo lắm. Đứa trẻ thường hay nói vậy đó. Cool, cool. Cool là cái nghĩa bình thường của nó, một nghĩa của nó là mắt. Còn cái này có nghĩa nó của nó là ngon rồi nha. Đó, rất là ngon. Cool, cool. Cách phát âm của nó là cool, chúng ta dò phiên âm của nó đúng không? Tức là cái gì nó thấy là cái gì? Âm cờ cờ đúng chưa? Cờ nó mới u dài, cool, cool. Mà chúng ta cùng bằng âm là là khi đó đó người Mỹ có thêm ồ ồ ra trước nha. Thành ra họ nói là cool, cool. Tricks. Tricks là một cái trò, một cái trò trình diễn tiểu xảo gì đó mình trình diễn ví dụ ảo thuật gia hay là cái gì nhảy múa gì đó Nhào lộn gì đó thì cái đó là cái tricks đó tricks số nhiều đâu hơn những cái trò some cool tricks những cái trình diễn độc đáo to entertain entertain là làm vui nha tức là mình giải trí giải trí cho ai passers by passers by có nghĩa là những người qua lại đúng không đó những người qua lại Pass to pass by có nghĩa là đi ngang qua, đúng chưa? Thì là cái danh từ của nó là passer, một người đi qua lại thì gọi là passer mà không có chữ s ở giữa, nó là passer by, one passer by. Còn two trở lên, đó, nhiều người thì nó là passer rồi thêm s nữa nha, rồi bị by, passers by để làm vui cho những người qua lại. Cách đọc nếu mà đọc nhanh đó, thì bình thường nó là sao? Hachiko loved this routine. He greeted people. Cái này đọc nhanh thì nó cũng không có chỗ nào nói hết, nó cũng bình thường như là đọc chậm thôi. Made friends with other. Cái chữ other đó nó rà rà đó. Cuối cùng nó nói qua animal thành là other rare, rare animals. Animals. Nhớ cái chữ animal của nó chúng ta dò như phiên âm của nó là e nè mô. Cái nè đó là là y ngắn nha. Nên nó nè nè chứ không phải là nì nha không phải là animal nha. Đó là nè. Có những uh, người Mỹ khi đọc lẹ thành nó a n n luôn nha. Họ đọc là animal. No. Animal. Animals. And even. Đó, họ đọc nói. And. Cái and đặc biệt là người Việt Nam của mình không bao giờ gần như 90, phải nói là 99 người trong 100 người luôn. Không bao giờ mình đọc cái âm đà của cuối của chữ and đó. Đúng không? Nhưng mà người ở Mỹ họ kỹ lắm. Họ luôn end, end. Luôn luôn có đợt đợt. Vậy anh sao nha. Thành ra khi họ even, nó thành ra nó thành ra and even. Thành ra nếu người Việt Nam mình không hiểu cái even nó ở đâu ra hết. Cho khi mình dọn thấy even thôi. Mình đọc and, and even. Còn Mỹ là and even nha. And even learned some cool tricks to entertain passersby. But the best part of his day, nhưng cái phần hay nhất, vui nhất, thích nhất, đó, best, the best, có nghĩa là tốt nhất nó đi từ cái tính từ là good, good là tốt, better, b-e-t-t-e-r là better là tốt hơn, best, b-e-s-t là tốt nhất, the best part, tức là cái phần tốt nhất of his day, là của cái ngày mỗi ngày của nó đó là cái gì was when professor Ueno returned là khi mà giáo sư Wayno returned tức là trở lại tức là từ trường học đi về đi xa lửa đi về cái tạm đó đó thì cái, cái này đó đọc từng chữ một thông thả thì but the best part of his day was when professor Ueno returned nhưng nếu đọc tốc độ thường thì nó sao người Mỹ sẽ đọc nối nha. But the đó thì họ chỉ đọc là không phải the nữa mà là the, the. Nhẹ thôi. But the best. the, the best đúng không? But the, tại cái âm đờ nó trùng xuống. Đó, nó Mỹ bật qua best. But the best part, but the best part, được cái âm tà ta nó nối. Part of his day, part rồi mới up và up thay chị đọc cái chữ off thành nó thành nó học là học là up thôi up thành nó part of part of rồi cái up đó đó là tận cùng bằng và và thành ra là nó và và đó nó nối qua hết thành nó obvious obvious đúng không việt việt the best part of his day of his day chứ cũng học đọc thành his day nữa mà khi đó hết nó trùng xuống nó trùng xuống để nó bật lên cái đề thành ra cũng bật của nó khi trầm cái bổng đó vậy đó khi nhặt khi khoan đúng chưa best là nó nhấn mạnh vô part đã hơi chìm chìm xuống of his là nó chìm day đó the best part of his day was when was trùng xuống when professor professor đó mình thấy đó rồi professor professor we know returned, returned. Đó, khi mà ông ta trở lại. Hachiko's eyes, mắt của Hachiko. Đúng không? Mắt của Hachiko thì đâu mình đã học rồi cái thể mà phẩy một cái là chữ S á. Nó gọi là S uh, apostrophe S ấy. Thì là nó là cái thể sở hữu chúng ta đã học qua một cái buổi văn phạm trước rồi. Ở đây ai nó là có S là tại vì Hachiko có hai con mắt. Nếu mà mình để vô là ai không có S tức là hiểu ngầm là bị chột mắt nha nó có con mắt nè còn cái này nó mình phải hiểu ngầm là khi viết văn phạm kể câu chuyện là tự động phải vô là eyes là hai con mắt là có s nha hachiko's eyes nhớ đọc là có r nha chứ nếu mà hachiko's eye là khi đó nó thành nó chột mắt rồi hachiko's eyes sparkle sparkle tức là sáng lên lấp lánh đúng không những ngôi sao sparkling lấp lánh lấp lánh đúng không đó nó sáng lấp lánh lên sparkled quá khứ nó thêm đi rồi đúng không đó sparkled with joy lấp lánh sáng lên với sự mừng vui joy là sự vui mừng mừng vui and he jumped around jumped này là quá khứ đi từ cái động từ nguyên thể không có ed đúng chưa nguyên thể đó là to jump to jump là nhảy I jump là tôi nhảy he jumps he jumps là anh ta nhảy. Còn cái này chú chó này nó như vậy với quá khứ đã nhảy jump around, around tức là cứ vòng 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 chung quanh Chung quanh ổng á, đúng không? Nó chạy đi chạy lại tung tăng nó nhảy khi mà ổng về đó. He jumped around in excitement. Là trong cái sự phấn khích, phấn khởi lắm. Đúng không? Nó phấn khởi, tinh thần nó lên. Nó mừng quá, nó cứ nhảy 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 lên đó. Excitement, excite. Đó, cái chữ này đọc excite. Making everyone smile. Making everyone smile. Làm cho mọi người cười. Đúng chưa? Coi có một bữa đó chúng ta sẽ học đi về cái dự gian phạm cái cấu trúc này nha. Tức là he jumped around. Thì là nó quá khứ tại thuật lại là 100 năm trước. Đúng chưa? Mấy quá khứ. Nhưng tại sao make ở đây nó lại thành making? Tại sao không phải là made? Made. Đó mà nó là making thì chúng ta trong một buổi về gian phạm chúng ta sao khi mà hai động từ nó xảy ra mà cái động từ thứ hai nó diễn ra cùng một lượt với lại cái động từ thứ nhất thì là người Mỹ thường hay nói tắt lại thành cái động từ thứ hai nó thành là thêm e vô nha tức là thay vì nói là he jumped around and he made everyone smile thì thay vì nói vậy đó thì bây giờ nó he jumped around making everyone smile tức là trong khi hi nhảy đó hi đồng thời cũng làm make cho mọi người cười luôn thành ra khi đó là making nó cùng một lượt được chưa nó thành cái dạng mà gerund đó là danh động từ thêm in vô rồi cái này đó đọc tốc độ thường sao Hachiko's eyes nói nha Hachiko's eyes thì nó nối qua thành eyes Hachiko's eyes sparkled with joy Western là nó chìm xuống. Sparkled. Nhớ có đờ đờ nha. Đúng biết. Sparkled. With. With. Một cái nó with nhẹ thôi. With joy. Nó nhảy lên. Nó. With joy chứ không đọc là with joy. With joy không có. Nó đọc là with joy. Andy. Andy. Tại vì nó and nó có đờ đờ. Nó nối qua he. Khi đó nó không đọc là he nữa. Mà nó y e, y e không à. Nó khi đọc lẹ à. Andy, Andy jumped around jumped nối qua around thành là jumped around đúng chưa chúng ta dòm với cái phiên âm ở dưới đó cái jump này đó thêm ed nó đọc là tờ tờ nha thành ra cái tờ đó nối qua around thành là jumped around đúng không and he jumped around around then and thì cái d của around đó nó nối qua in thành ra là đền đền mà cũng không đọc là nó không phải là đọc in nha Việt Nam mình thấy in mình đọc là in Mỹ đó dòm vô xuống phiên âm của nó nó là in mà nó y ngắn chứ không phải y dài nó không có hai chấm thành nó đọc y e nhưng mà khi mà nó cho vô câu á thì nó chìm xuống thành nó cũng thậm chí nó không đọc yên nữa mà nó chỉ đọc in in cái thôi around in around in đó in cái thôi around in an excitement đó cái nada đó tuy là nó chìm xuống nhưng mà cái nờ của nó nó vẫn nối qua cái excitement Thành ra là around the excitement, đúng chưa? Around the excitement, making everyone smile. Điểm cuối cùng nữa trong cái câu này, smile nó nhớ nha. Chúng ta dòm vô phiên âm của nó là nó là sa sa, là no, là mi mama ai ai, đúng chưa? Smile, được mới kết thúc bằng cái âm là là đó. Thì âm là cuối chữ đó, người Mỹ lâu luôn thêm là trước đó thầy cái chữ ồ nha. Thành ra nó đọc là smile. Making everyone smile. Chứ không phải là smile không nha. Smile. Rồi tiếp theo, bây giờ mới đến một bước mặt trong cuộc đời, đau thương đau cuộc đời nha của con chó. Mà cũng làm từ đó nó trở thành một hiện tượng rất là làm nhiều người cảm động nha. Bây giờ chúng ta đọc tiếp coi. One sad day, In 1925, Professor Ueno didn't come back. Hachiko waited and waited, but his friend never showed up. Hachiko couldn't understand that his beloved master had died. He went to the station every day until his death in 1935, hoping that Professor Ueno would return. <coughs> giáo sư Ueno đã không trở về nữa. Hachiko chờ đợi và chờ đợi, nhưng người bạn của chú không bao giờ xuất hiện. Hachiko không thể nào hiểu là người chủ thân yêu của chú đã chết rồi. Chú tiếp tục, tức là cứ đi đến cái trạm đó đó, hàng ngày cho đến khi chú chết. Vào khoảng gần 10 năm sau, 9 năm sau đó, 9-10 năm sau là vào năm 1975, luôn luôn vẫn hy vọng là giáo sư Ueno sẽ trở về. Rồi bây giờ chúng ta vô từng câu nha. One sad day. Một ngày buồn. One day là một ngày. Nhấn mạnh thêm ngày đó ngày buồn lắm. Thành nó one sad day. Sad. Sad là buồn nha. I am sad. Tôi buồn. You are sad. Anh buồn. In 1925. Vào năm 1925. Professor Ueno didn't come back. Giáo sư Ueno đã không trở lại nữa. To come back là trở lại nha. Hiện tại nó doesn't đúng không? doesn't come back on Nawaku là did did not đó là didn't didn't come back. Professor Ueno didn't come back. Hachiko waited and waited. Hachiko đợi và yeah, đã chờ. Thì cái chữ này waited, chúng ta đã học rồi nó là chờ mà quá khứ đúng chưa? Người Mỹ đọc là đờ đờ nha, waited, waited nha. Nếu bạn nào muốn đọc là waited cũng được, thì hơi giống người Anh hơn. But his friend never showed up. Nhưng his friend là người bạn của chú, tức là giáo sư đó đó. Coi như bạn bè đúng không? His friend never không bao giờ showed up Show up là ra đi từ nguyên thể nó là to, to show up nha, không có ed. Show up. I show up là tôi xuất hiện, đúng chưa? Thì cái câu này đó, nếu đọc tốc độ bình thường đó, thì người Mỹ sẽ nói sao? Hachiko waited and waited. Thì cái này nó đọc rõ ràng, thường thường trong văn nói nó cũng đọc rõ ràng như vậy đó. Để nó nhấn mạnh là chờ, 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 đúng chưa? Nó ngang nhau hết á, chứ nó không có trầm bổng của phần này. But his friend Những cái này khác nha But his friend Thì cái này đó Nó là but Nó nhấn mạnh cái đó Nhưng mà cái his Thì nó đọc rất là lẹ nha Thay vì nó but his friend Thì nó đọc but it, but it Đúng không? Tại vì cái tờ tờ của but Nó đối qua his Đồng thời nó his Nó còn là is không à Nó đọc lẹ thành là is Thành ra but it, But it đó buddies mà cái it này nên nhớ là i là i i ngắn nha i chứ không phải là his friend nha his mà nó là his his mà nó đọc lẻ đó nó trầm xuống thì nó giống như hus hus rồi đó buddies buddies friend đúng chưa nó đọc buddies buddies friend buddies friend never show showed up cái friend là nhớ nha tận cùng dẫn người mỹ dẫn đọc là có đờ đờ Giỡn nha chứ họ không bỏ đò đâu nha thành ra tuy trầm bổng tuy chặt khi khoan lẹ mà vẫn đủ phụ ông hết nha họ đọc là buddy's friend có đờ đờ nữa đúng không chứ không phải là buddy's friend buddy's friend never showed up cái show đó là quá khứ có đờ đờ đúng chưa thành ra nó mới đối qua up đó là lý do tại sao nó thành ra show đập là vậy đó cái người mỹ khi đọc luôn luôn đầy đủ cái phụ âm ở cuối chữ thành ra khi họ đọc có một cái chữ đó không á, thì mình còn chưa thấy nó nó rõ nhưng mà đằng sau nó tiếp theo mà nếu có một nguyên âm á, là tự nhiên họ nối qua là mình thì đó mình thấy là họ đọc đầy đủ trong khi việt nam của mình á, 100 người thì mất nếu xin lỗi từ 95 cho đến 98 mươi chín người là không có nối nha đó mình đâu có đọc là sâu đập đâu mà mình đọc là sâu ấp không à đúng không quá khứ gì cũng đọc là sâu ấp còn của người mỹ là nó sâu đập his friend không thì nó không có gì nói hết thành ra mình thì mình còn không để ý nhưng mà nó vẫn đọc đọc đờ đờ đúng chưa his friend còn cái showed showed sao nó có up thành ra mới thành ra show đập khi đó mới lòi ra là mình là không có nói mình đọc là show up nếu sâu không thì mình còn hy vọng mình còn lẫn lẫn vô đúng không dòm xa này thấy nó cũng trồng bay phượng múa hết nhưng lại gần mới thấy đúng là rồng bay gà múa đó Hachiko couldn't understand. Hachiko couldn't là nói tắt của she could not là quá khứ đã không thể đúng chưa? Quá khứ của cannot đó. Cái này could not, couldn't, couldn't. Nếu mà đọc thường thường á, nó đọc là couldn't. Nhưng mà cái người Mỹ á, họ thay vì đọc cái đình đình á, có âm đờ đờ thì họ thay thay in một cái thôi Họ đọc là couldn't. Uh, đúng không chưa? Could, could, đó. He couldn't Couldn't đó, đâu biết nối qua cái âm tà, tà đó, nối qua understand, thành là understand. Nha yeah. He couldn't understand. Việt Nam mình thì cứ nói là he couldn't understand, he couldn't understand là đó là Mỹ không ai nói vậy thôi. Là he couldn't understand. Lý do là Âm ta đó nói qua anh understand nha. Yeah. Hachiko couldn't understand that his beloved master died không có thể hiểu understand là hiểu nha that his beloved beloved là yêu thân yêu, yêu dấu, yêu thương được chưa? my beloved đó, là người yêu dấu, yêu thương của tôi còn ở đây my beloved master đây là tiếng tính từ nó có thể là tính từ hay là danh từ cũng được thì là beloved master là master ông chủ, ông chủ thân yêu của nó đó. Nó, nó đọc là beloved beloved, đó, beloved. His beloved master had died. Died ở đây đó là quá khứ hoàn thành, nó gọi là past perfect tense, đúng chưa? Của động từ to die, D-I-E, to die, I die là tôi tôi qua đời tôi chết đúng không he dies là anh ta qua đời là chết còn cái này là quá khứ died yesterday chẳng hạn yesterday thì nó thêm đi vô nha thành ra died thường thường mình đọc là hiện tại hoàn thành đó present perfect tense thì là has died đúng chưa thì cái trợ động từ là cái have ở trước đó nó là hiện tại nó là has còn cái này là quá khứ hoàn thành nha chúng ta đã học là 12 cái thì của động từ cách đây hơn 100 rồi đúng chưa? Thì trong đó các bạn dở ra coi nói về động từ 12 cái thì chánh của nó thì trong đó có cái thì past perfect tense là nó để diễn tả một hành động mà nó quá khứ của quá khứ nữa. Đúng chưa? Tức là nó chịu cái này chúng ta kể là 100 năm trước đúng không? Là lúc đó Hachiko could not understand là 100 năm trước đó. khi trong cái quá khứ đó couldn't understand là cái lúc mà nó không thể hiểu là ông chủ đó đã chết mà chết trước khi nó hiểu đó cái đó là cái chuyện nó hiểu cái câu nó biết ra là nó không trở về đó đã chết trước đó rồi thành ra nó là quá khứ của cái quá khứ đó nữa cho nên khi đó nó xài ra động từ tránh là động từ to die đó nó chia thành ra là past perfect tense nha thì cái công thức của nó các bạn coi lại thì nó là had rồi mới cộng ba cái past participle của cái động từ đó là died. His beloved master had died. Đó bây giờ nếu mà đọc bình thường vô Hachiko couldn't, couldn't understand that that his thì có người đọc that his cũng có người nói là that is that is that is beloved master beloved master had died thì cái hát này họ không đọc là hát nữa là là mà nó nối thành nó nó chỉ nó đọc trầm xuống thành nó hạch thôi ha. thành ra là master đã âm ra đó của master nó nối qua master rồi master died đúng chưa his beloved master died ha. master master died đó là khi đó là cái nghệ thuật trong người mỹ nói là nó cứ trầm bổng khi tiếng nhạc tiếng khoan lại vậy đó nếu mà đọc chậm ra cho người ngoại quốc nghe thì master had died họ đọc vậy nhưng mà giữa họ với nhau mà nói bình thường đó, thì the, the master died đó nó rập cả thôi he went to the station chú đi tới cái trạm xe lửa đó đó every day hàng ngày until his death in 1935 là nó đi tới cái trạm xe lửa đó hàng ngày cho đến khi cho đến lúc nào cho đến cái lúc chết, cái lúc cuối đời đó, lúc chết của của nó đó, của chú chó đó, đó vào năm 1935, có nghĩa là cả 90 năm sau, đúng chưa? Hoping that hy vọng là Professor Ueno would return, hy vọng là Professor Wayno sẽ trở về. Hoping là cũng như cái cái đoạn trước á. Tại sao nó không nói là he went to the station and and he hoped. Đúng chưa? Là quá khứ mà đó là thành ra là hoping. Tại vì hai cái động từ go to the station, hai hành động đó, đó và hope that professor would return, hai cái đó xảy ra cùng một lượt với nhau. Thành ra cái thứ hai đó, thay vì nó nói he went to the station and he hoped that. Thì bây giờ người Mỹ thường hay cái thứ hai đó, nó thành là hoping, đúng không? Thành ra danh động từ nha. Trong tương lai chúng ta sẽ học về cái, cái loại này. He went to the station every day until his death in 1935, hoping that Professor Weiner would return. Nếu bạn đọc tốc độ bình thường là he went thay vì to the station. Đó là đọc từng chữ một đọc chậm rãi cho ngoại quốc nghe. Còn nếu đọc bình thường thì he went to, to. to người Mỹ khi mà đáp vô câu thì nó thành to. Đó, nó không phải to nữa tại vì cái âm thu đó nó trầm xuống đúng không nó không nhấn mạnh mà nó he went, He went nhấn mạnh chứ went rồi mới to the station station nó nhấn mạnh là station thành nó to the to the nó chìm xuống mình nó đọc lẹ thành nó thay vì to mà nó thành nó ta ta thôi ta ta, 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 ta ta thôi he went to the station every day đó every day thì rõ ràng từng chữ một vì nó hai chữ rồi until his death. Thì until đó, là, là, cái âm là là của until, nó nói vào his. Thành ra until this. Until this. Thì khi đó, đó cái his đó, một lần nữa, nó không đọc his nữa, nó là is, is. Đó, khi nào đồng mẹ nó ráp vô. Nó his. Nếu mà trước đó là có phụ âm, thì nó là his để trở thành is, is nha. Để mà nó nối cái phụ âm nó qua. Ở đây là phụ âm là là là. Thành ra là until this. Until it's death. Mà cũng không phải là is, is nữa. Đó. Nếu một chữ his thì nó là y ngắn. Nó đầu y e, y -e. Chứ không phải là his nha, his nha. Cái này is. Nhưng mà nếu mà dưới câu nó chìm xuống. Thì nó chỉ còn là hs, hs nha. Hoặc là is, is thôi. Đó. Thành ra là until it's, ls. Đó. Nó chỉ ls, death. Until it's death. Để cái death này đó. Chúng ta dò vô phiên âm của nó. Thấy nó là death, death. Đúng không? Sa, sa, giống như sinh đồ dập cho đó. Nên cái sa đó nó nối qua in. His death in. Đúng không? His death in. Mà không phải in nữa. Mà nó in in cái thôi. Tại nó chìm xuống. Until his death in. In. No, death in. Death in 1935. Hoping that Professor Ueno would return. Đó. Would return cái đoạn cuối cùng chấm dứt câu chuyện này là gì? The people of Tokyo were deeply moved by Hachiko's loyalty. They built a statue of him at the Shibuya station to honor his love and faithfulness. Hachiko became a symbol of loyalty all around the world. Người dân Tokyo xúc động sâu xa bởi lòng trung thành của Hachiko. Họ dựng lên một cái tượng của Hachiko đó tại trạm xe lửa Shibuya để Dinh danh tình yêu và sự trung thủy của chú. Hachiko đã trở thành một biểu tượng của lòng trung thành khắp thế giới. Đó là cái đoạn kết ở giờ đây. giờ chúng ta vô từ câu một nha. The people of Tokyo là keep people là người dân, dân chúng. People of Tokyo là dân chúng của Tokyo đó, là thủ đô Tokyo đó. Were deeply moved. Were deeply, deeply là một cách sâu xa. Deep là sâu. Bây giờ thêm ly nữa, nó thành tiếng trạng từ adverb để nó bổ nghĩa cho là were moved. Deeply moved. Thì nó, nó, nó một cách sâu xa moved to move là làm xúc động làm xúc động cái lòng của mình đó đúng không is moved là bị làm xúc động I am moved là tôi bị xúc động I am moved by this story tôi bị làm xúc động bởi câu chuyện này thì cái này là people of Tokyo là nhiều người thành đánh là world mà nó quá khứ đúng không thành đánh là world moved. Ở đây là deeply moved. Là bị làm xúc động một cách sâu xa bởi cái gì? Hachiko's loyalty. Bởi lòng trung thành của Hachiko. Loyalty, lòng trung thành. Thì cái câu này nếu đọc vô tốc độ bình thường là nó là, là The people of Tokyo. Cái people đó, nó âm đò đò đó. Nó nối qua cái of cái earth nữa, nếu mà đọc riêng một chữ rõ ràng thì người Mỹ sẽ đọc là off. Nhưng mà nếu mà ráp vô câu đọc bình thường thì off nó họ đọc thành là earth, earth. Có những người đọc earth có âm và vờ sao? Cũng có những trường hợp mà họ bỏ lâu vờ luôn chỉ có ờ ờ cái thôi nha. Nhưng ở trong trường hợp này nó là earth có vờ vờ. Rồi cái people cái lờ lờ nó nối qua earth thành là people, peopleer đọc là people nha, chứ không phải là people nha. People mình đọc là ngắt sớm quá. Của y của này là là y dài, nó đọc là pi rõ ràng hai nốt nha. People chứ không phải là people nha, mà nó people. The people of people of Tokyo were deeply deeply đó. Cái chữ deep một lần nữa chúng ta dò cho phiên âm của nó là y dài. Nó đọc là deep deeply chứ không phải là deeply deep mình là cũng như cho từ hải chết đứng giữa dòng mà chết sớm đó, đó chưa thành sự nghiệp mà đã chết giữa dòng rồi thành ra cái này đó là deep mà mình đã thành deep luôn là mình kéo hả màn quá sớm nha ok deeply moved to move đó tức là làm xúc động cái này quá khứ nữa nó thêm vô. thành là moved nhớ phải đọc cái đờ đó thì nó họ mới nghe thành nó quá khứ kìa là cái thể thể thủ động của nó đó. By Hachiko's loyalty, the people of Tokyo were deeply moved by Hachiko's loyalty. They built a statue of him at the Shibuya station to honor his love and faithfulness. Thì cái này đó, they built, built là quá khứ của động từ to build. Build là B-U-I-L-D. D, Đi. đó là nguyên mẫu. Còn cái này thành là biến thành t t t Đúng chưa? Thành là built. Còn cái kia là build. Đúng chưa? Cái này built là đã xây. A statue. Statue. Nó đọc là statue. Statue. Là một bức tượng nha. Of him, bức tượng của chú chú chó đó đó of him at the Shibuya station. Là tại cái trạm Shibuya đó. To honor. To honor. Honor là làm để dinh danh. Dinh danh ai đó, đúng không? Dinh danh cái gì, đúng không? Honor his love. Là dinh danh cái tình yêu đó. And faithfulness. Là cái sự chú thị của của chú chú chó đó đó. Đúng chưa? Là cái tình yêu và sự chú thị với chủ của chú đó. Nếu mà đọc tốc độ thường là they, they built a Tà đó nối qua cái a đó Built a statue Nhưng mà họ cũng không đọc tà Họ đọc thành đà nha They built a statue of him At the Shibuya station To to honor Thì nó tà cái này To honor Nó tà tà Honor Nhẹ thôi Tà rất là nhẹ chìm xuống Rồi cái honor đó Là chúng ta dò như phiên âm của nó Hai âm A A Và N o đó là là o ngắn nha nó nửa o nửa a đọc a order other to other his love his love and faithfulness đó nếu mà đọc chậm ra tùy có những người tuy đọc tốc độ bình thường á nhưng mà chị họ muốn muốn nhấn mạnh thành ra là love and faithfulness thì đó love cho đâu rõ ràng tách ra thành một chữ and faithfulness là thành hai chữ nhưng cũng có người khi đọc lẹ đó họ đọc đối thành một tràng là love and faithfulness luôn nha. Thì khi đó cái love đó đó, âm vờ vờ đó, nó nối qua and, thành là là love Mà không phải love and nữa nha. Mà cái chữ and đó thành là and. Đó, nó chỉ là and. Đó, love and. Love and faithfulness. Được chưa? Đó, his love and faithfulness. Trong khi Việt Nam mình nó love, không bao giờ có âm vờ sao? I love you, I love you. Không bao giờ nói có vờ vờ hết thành ra mình đâu có biết đâu để mà nói qua là loving, đúng không nên khi họ đọc loving là mình lắc đầu luôn mà không biết là chữ gì hết họ nói là i love you i love you view còn của mình là i love you i love you thì nó khác nha rồi hachiko became a symbol of loyalty all around the world hachiko đã trở thành became nó là quá khứ của to become become đúng không? B E C O M E. Cái này đã trở thành là became. symbol. Symbol là biểu tượng nha. Một biểu tượng. Symbol, symbol. Chúng ta dòm vô ký từ phiên âm ở dưới. Nó hai âm sim và bộ. Sim đây là y ngắn nha, Đọc một sim giống như sim nước sim la vậy đó. Đó. Chứ không phải là symbol nha, symbol là Mỹ không đọc nó là symbol mê, of loyalty của lòng trung thành. All, all là khắp, khắp nơi, đúng không? Khắp toàn thể đó, around, vòng quanh, all around the world. Cái cụm từ đó có nghĩa là khắp nơi trên thế giới, đúng chưa? All around the world. World này đó, nhiều người không phải đi Việt Nam, và những người không phải Mỹ, Anh vậy đó, Ốc gì đó cũng rất là chật vật khi đọc cái chữ này nha đó là không có đọc khó khăn lắm bây giờ chúng ta phân tách vô đọc cho nó bài bản giống như đánh võ này đó nếu mà chúng ta biết từng đường quyền căn bản một thì khi mà đưa ráp lại thành một cái bài quyền là chúng ta đâu ra đó nào bà nha còn nếu không là cứ chập chạm chập chạm không có biết những cái đường quyền căn bản thì khi mà người ta múa võ người ta quý một bài á thì là mình cứ lạ qua lạ, 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 lạ bắt trước rồi nó, nó cũng trèo qua trèo lại không được còn cái này khi mà chúng ta học ký từ phiên âm từng cái ký từ căn bản một cách phát âm đó là sao thì chúng ta cũng như từng đường quyền căn bản chúng ta đã rất rõ thì khi ráp lại mua ngàn chữ chúng ta đọc rất là chắc bây giờ chúng ta dòm nhĩ lại cái word nó bắt đầu bằng cái âm w chưa đầu mấy đấm cái e mà quay ngược ra trước là hai chấm thì đó là có nghĩa là nó đọc ơ ơ rất là rõ ràng mà thành hai nốt nha ơ ờ, và nó sau đó là rà, rà đúng chưa nó đọc ơ ơ were were đúng chưa đầu mới cái đâm là là chúng ta đã biết âm là nếu mà đứng sau của chữ đó đúng phần cuối đó thì nó là có chữ ồ ồ trước nó đọc là cái là là đọc nặng đúng không là nặng nó gọi là heavy l là vậy đó heavy l thì khi đó có ồ vô thành ra nó world 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 rồi mới kết thúc bằng world world đó world chỉ có vậy thôi còn nếu mà không biết mà thành đã từng ký tự một á mà có o nữa là mình cứ đọc world world rồi world 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 rồi kia nó trèo lưỡi mà nó cũng chẳng giống ai hết nhưng mà khi chúng ta biết thành từ ký tự căn bản thì mình đọc rất là rõ và dễ dàng World. Đó bây giờ cái này đó thành ra một câu nói bình thường như sao? Hachiko became became đúng không? Became mờ mờ nó nối qua của cái R Became a symbol. Đó became a symbol. Of, cái là là của symbol. Đọc nối qua cái of khi đó nó thành up after a symbol of, symbol of loyalty. All around, cái all là là nó nói qua around. Thành ra all around, all around, all around the world. Đó, thành ra là nếu mà đọc nối kiểu này á, người Mỹ đọc rất là lẹ, bật cái này qua kia, mà nó vẫn thấy nhẹ nhàng lắm, nó không có nhấc giả này kia. Hachiko became a symbol of loyalty, a symbol of, symbol of loyalty. Thành ra trong khi mình đó symbol of loyalty là mình đọc chạy lẹ, bọt bỏ hơi tai luôn mà nó cũng không có lẹ được đúng không? Trong khi họ là lên xuống đó, đó. A symbol of loyalty all around the world. Rồi, ok. Bây giờ vậy là chúng ta vừa mới coi kỹ lại coi cái câu chuyện rất là cảm động của chú chó Hachiko ở bên Nhật nha. Bây giờ chúng ta mới coi kết thúc lại đọc hết câu chuyện này luôn thì cái phần cuối cùng này đó nó, nó có cái phần dịch nghĩa theo nghĩa đen tính Việt Nam ở dưới từng chữ một để cho các bạn biết nghĩa của từng chữ tiếng Mỹ Once upon a time in Tokyo there was a dog named Hachiko He lived with Professor Wayno who taught at a university Every day Hachiko accompanied his master To the shibuya station and waited there patiently until evening hachiko loved this routine he greeted people made friends with other animals and even learned some cool tricks to entertain passersby but the best part of his day was when professor ueno returned hachiko's eyes sparkled with joy and he jumped around in excitement making everyone smile. One sad day in 1925, Professor Ueno didn't come back. Hachiko waited and waited, but his friend never showed up. Hachiko couldn't understand that his beloved master had died. He went to the station every day until his death in 1935, hoping that Professor Ueno would return. the people of Tokyo were deeply moved by Hachiko's loyalty. They built a statue of him at the Shibuya station to honor his love and faithfulness. Hachiko became a symbol of loyalty all around the world. Rồi, vậy là hôm nay chúng ta cùng nhau tập đọc một cái câu truyện ngắn nha về chú chó Hachiko ở bên Nhật nha. Truyện có thật trăm phần trăm nha. Thì qua đó chúng ta coi được sẵn một công đôi chuyện là vừa học những cái từ ngữ mới, cái thứ hai nữa là cách phát âm và khi mà đọc từng cái chữ nó rõ ràng ra sao thì người Mỹ khác như sao. Mà và khi mà đọc vô đời thường họ nối chữ và đọc đút ra sao nha. Hẹn gặp lại các bạn trong buổi tiếp theo nha. Hẹn cứ